Có, vì sao có? Vì đi tu, khóa tu mùa hè. Ở trong cái môi trường sống mà đầy sạch sẽ như thế này, đầy tình đạo như thế này, đầy thanh cao như thế này, tất cả những cái lo lắng, bồn chồn, bất an không có mặt trong các con. Và vì vậy cho nên các con có hạnh phúc. Mình nhớ thế này, cái hạnh phúc nó liên hệ, có bây giờ đây thầy có phân biệt một chút theo cái các nhà đạo đức học. Hạnh phúc giữa vật chất và hạnh phúc giữa tinh thần nó giống nhau không? Theo cả con thì hạnh phúc giữa vật chất và hạnh phúc giữa tinh thần, nó liên hệ vật chất, liên hệ với tinh thần, thì cái nào là nó sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn? Tinh thần. Vì sao? Người ta nói một câu, hôm nay thầy cả con sẽ học những cái này và nghe đi nghe lại những cái này để về mà suy nghiệm. Cái cảm thọ hay là cái cảm giác mà liên hệ đến vật chất thì nó có giá trị bằng 1/16 so với cái hạnh phúc hay là cảm xúc liên hệ đến tinh thần. Đúng các con, bằng 1/16 thôi. Ví dụ bây giờ các con thèm một cái tô phở, thèm quá, và lập tức được ăn một tô phở ngon, ngon không? Thích không? Cảm giác thích thú đã được bao lâu? 5 phút là xong. Qua cái lỗ miệng uống nước là hết cảm giác, phải không? Thích thì vô cùng thích, nhưng mà sau khi mà uống được xong rồi thì cái dứt đó nó biến mất. Hoặc nói một cách cụ thể hơn, ví dụ như bây giờ các con hay thầy bị nắm cái dao mà đứt cái tay, thầy đang đau không? Đau lắm. Và phải nói đau đứt ruột. Nhưng mà cảm giác đau đó thì nó dài hay nó ngắn? Càng đau thì cái cảm giác đó càng ngắn. Vì vậy người ta nói thế này, cái trong lãnh vực mà cảm giác hay hạnh phúc hoặc đau khổ liên hệ đến vật chất thì nó tỷ lệ nghịch với thời gian. Nó tỷ lệ nghịch với thời gian. Cái cảm xúc, cái cường độ càng cao thì cái thời gian tồn tại nó càng ngắn. Đúng cả con. Nhưng mà cái cảm xúc hay là hạnh phúc, khổ đau mà liên hệ đến tinh thần thì nó tỷ lệ thuần với thời gian. Nếu cái cường độ nó càng cao thì hạnh phúc nó càng dài, khổ đau nó càng dài. Ví dụ như thầy mất mẹ cách đây chỉ có 6 tháng. Mất mẹ 6 tháng rồi, nhưng nỗi đau này nó vẫn còn, và có lẽ là còn suốt đời thầy. Vì khi còn mẹ tôi còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi, phải không? Và cái nỗi đau tinh thần này con biết nó miên viễn. Vì vậy kỳ hạnh phúc hay là cái khổ đau về tinh thần thì nó tỷ lệ thuần về thời gian. Các con có những niềm vui lớn về tinh thần, thời gian nó kéo rất dài. Năm nay ai thi đại học đưa tay thầy coi. Chỉ còn một vài người. Nếu mà thi rớt thì buồn hay là vui? Buồn mấy năm? Buồn cả năm chứ phải không? Nhưng mà nếu thi đầu thì mừng bao lâu? Vui bao lâu? Cũng khá dài phải không? Vậy thì cái buồn mà liên hệ đến tinh thần hay là vui mà liên hệ đến tinh thần thì nó càng dài, đúng không các con? Vậy bây giờ các con muốn cuộc sống mình là vui nhiều hay là buồn nhiều? Vậy thì bây giờ cảm giác giữa hạnh phúc liên hệ đến vật chất và cái cảm giác hạnh phúc liên hệ đến tinh thần, các con chọn cái gì? Chọn cái gì? Tùy các con. À, nếu các con muốn cái gì thì cứ chọn. Nhưng mà khi chọn rồi thì sau này đừng nói sao mà buồn quá, sao mà khổ quá. Mình là phải làm việc trách nhiệm với chính mình. Do vậy, ở đây thầy muốn nói với các con là cái thái độ sống mình nó là liên hệ đến cái nhìn của mình, và những cái nhìn nó đưa đến những cái hệ quả như thế. Vậy thì trong Phật giáo, cái vai trò mà thần tượng nó có không? Mình có nên thần tượng Đức Phật không? Theo các con có không? Đức Phật nói đừng. Đừng thần tượng Đức Phật. Đừng thần tượng Đức Phật, mà cũng đừng thần tượng bất cứ ai cả. Vì thần tượng là mình mất sự sống. Mình không sống mà mình sống cho thần tượng, phải không? Chính Đức Phật cũng vậy. Còn một hôm các con thấy cái đạo Phật của mình có nhiều đặc biệt, mà không có cái tôn giáo nào mà chỉ có cái tinh thần này, không có cái giáo lý đạo nào mà có cái tinh thần như đạo Phật. Còn một hôm Đức Phật ngài đi khất thực về vào buổi chiều, trời mưa cho nên ngài mới đi ngang một cái chỗ lò đúc gốm. Cả con biết lò đúc gốm chứ hả? Thì ở đó có một cái không gian nó rộng,
và ngài vào ngài trú mưa cho đến tối. Thì trước đó có một chàng thanh niên tên là Pukusati. Chàng thanh niên này cũng vì trời mưa cho nên chàng ghé vào trong cái nhà gốm này chàng núp, và chàng mặc áo vàng, chàng cũng cào tóc và chàng khoác áo vàng như các sa môn cũng vậy. Thì khi Đức Phật vào thấy có một chàng thanh niên trẻ cào đầu mặc áo như vậy, thì Đức Phật ngồi xuống và hỏi chàng thanh niên thế này: này chàng thanh niên, chàng theo tôn giáo nào, chàng tu tập theo cái giáo lý nào? Vì bên đó lúc đó là có đến 67 cái học thuyết và có 6 tôn giáo lớn, trong đó có Bà La Môn giáo, rồi là có đạo Lọa Thệ vân vân. Thì Đức Phật hỏi: chàng đi tu như vậy mà theo cái giáo lý của tôn giáo nào mà ngồi trước Đức Phật? Thì chàng nói thế này: thưa đạo sĩ, tôi nhân danh Đức Thích Ca Mâu Ni tôi đi xuất gia, mà ngồi trước mặt Đức Phật mà nói tôi nhân danh Đức Phật vì chưa từng được gặp Đức Phật. Không giống như ngày nay mà thần tượng một cái là đi mua cái hình về là để là có. Ngày xưa nó còn khó, phải không? Và chỉ nghe đến Đức Phật và nghe đến cái giáo lý của ngài trí tuệ như vậy và nhân danh ngài đi tu mà không biết rằng mình đang ngồi trước ngài. Tôi nhân danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tôi đi tu. Vì sao mà nhân danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni con đi tu? Nó thưa ngài, bởi vì ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị vĩ đại. Ngài là một thái tử từ bỏ gia đình, sống không gia đình, bỏ cả cung vàng địa ngục, và ngài xuất gia, ngài chứng đạo, ngài để một cái chân lý rất tuyệt vời. Và bất cứ ai mà áp dụng cái giáo lý này, ngang đâu là hạnh phúc ngang đó. Và chính con cũng nhờ cái giáo lý này mà con có những giờ phút con thanh thản, con an lạc, cho nên con nhân danh ngài con đi tu. Sau đó Đức Phật mới hỏi: vậy thì con học những cái giáo lý gì rồi? Thì ông nói ông được học được một vài bài pháp. Đức Phật mới giảng cho ông cái bài pháp tứ đế, rồi cái bài pháp duyên sinh vô ngã. Và trong cái giờ đó ông chứng đạo. Và sau đó thì ông biết rằng cái người mà ông nhân danh để xuất gia là ngồi trước mình mặt mình, đó là Đức Phật. Và Đức Phật dặn thế này: nếu ở ngoài đường mà có những người mà đem cờ đem sĩ ra mà ca ngợi ngài, tôn vinh ngài và xem ngài như là thánh thần, thì ngài không có một chút niềm vui, ngài không hề hoan hỷ, ngài không hề tán thán. Nhưng mà nếu đệ tử của ngài ai ở đây mà ứng dụng con đường này mà tu tập để chứng ngộ, thì ngài ca ngợi người đó là người có trí tuệ, và những người đó là những người biết ơn ngài nhất. Bởi vì sao cả con? Bởi vì Đức Phật dạy một câu: ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy chúng con muốn thành Phật hay là muốn làm chúng sanh lang thang? Muốn thành Phật thì phải làm gì? Tu. Mình phải ứng dụng cái giáo lý Đức Phật, mình sống để mình hạnh phúc và mình đem hạnh phúc đến cho người khác, chứ không phải mình sống vì Đức Phật mà sống cho Đức Phật. Và sống vì Đức Phật, sống cho Đức Phật, sống vì thần tượng, Đức Phật không bao giờ hài lòng. Thầy nhớ một cái kinh nghiệm của thầy, và cả con chắc cũng đang gặp, và thầy chia sẻ. Và trên cái kinh nghiệm, trên cái này là thầy học từ những cái bài pháp của Đức Phật. Lúc thầy qua bên Delhi năm 1992, thầy du học Ấn Độ. Thời điểm đó là ở trong nước mình học tiếng Anh á, tất cả mà cầm lại cả năm khoảng 4 tờ giấy tiếng Anh thôi là đã chết rồi. Học cho thuộc lòng mà vô thi là xem như là cả một cái công trình vĩ đại. Vậy mà khi mà thầy xin đi du học Ấn Độ, qua bên đó cả con biết, trong cái thời gian đầu tiên vào đọc sách tiếng Anh, toàn sách tiếng Anh, nghe toàn tiếng Anh, và cái gì cũng tiếng Anh, không hề có cái tiếng gì khác, nghe như nghe sấm. Nghĩa là người tiếng Anh người Ấn Độ là càng khó nghe nữa, mà họ nói rất nhanh trong cái giờ giảng. Thầy nghe tại lớp là thầy thốt bắn thầy về, con biết một đêm một ngày ngủ có 4 tiếng đồng hồ thôi, và giờ nào cũng đọc sách, giờ nào cũng nghe, vậy mà nghe cũng chẳng hiểu chi hết. Mà trước khi mà đi du học là con biết sung sướng lắm, tự hào lắm, mình được đi du học. Rồi các ông các thầy nào là cho tiền, nào là cho quà, nào là có vẻ thầy mình thì rất là hạnh diện về đề tự giáo hội thì chờ đợi vân vân. Mà mình qua bên đó học 6 tháng chẳng hiểu chi cả. Trời ơi là nó khổ các con biết không? Khổ vô cùng. Mà lúc đó các con biết thầy chỉ có cầu nguyện là hòa thượng thầy hay ai đó mà kêu về con ơi có việc con về gấp, là thầy về liền tại chỗ. Để làm gì biết không? Để kiếm cái cớ mà ở nhà luôn khỏi quá chứ. Học đức của nội. Nhưng mà không ai kêu cả. Mà buộc lòng gọi là tiếng thổi lượng nang rồi.
đi cũng được mà về cũng xong. Vậy là thầy đành phải học. Lúc đó thầy phải nói tâm lý như vậy đó con. Không phải là bởi vì thầy lười biếng, nhưng mà bởi vì nó khó quá. Từ tiếng Anh của mình đôi ba chữ qua bây giờ nghe học toàn tiếng Anh, viết bằng tiếng Anh, thi bằng tiếng Anh, rồi đọc bằng tiếng Anh. Đọc một cái trang mà tụi con biết mà một cái trang giấy như thế này là thầy tra được khoảng 3/4, chữ nào cũng tra, chẳng thôi đâu cô hiểu. Thế nhưng thầy nhớ một câu, khi thầy còn làm vị sa di, có một câu nói rất hay: bị kỹ trường phu ngạ diệt dị. Người kia là trường phu, tại sao mình không là trường phu? Các thầy các cô đi Ấn Độ học được, vì sao mình học không được? Và trên cái nguyên tắc người ta làm được thì mình phải làm được. Và đó là kim chỉ nam. Và trên cái cơ sở của câu nói này, lời dạy này, mà các con biết thầy vượt qua những khó khăn 6 tháng đầu. Và sau 1 năm bắt đầu thầy lên, thầy nghe được bài giảng, thầy đọc thầy hiểu được, và bắt đầu thầy viết từ từ được. Niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy đó là gì? Bởi vì Đức Phật dạy: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Phật mà còn làm được mà học tiếng Anh mà học không được thì làm cái gì? Phải không? Phật mà còn đòi làm, mà bây giờ mà chỉ có học chương trình này mà học không được thì đòi làm sao để làm Phật? Cho nên các con bây giờ gặp bất cứ cái khó khăn nào trong cuộc sống, đừng nản chí, đừng thối lui, đừng cảm thấy khó khăn, mà phải nhớ cái câu là: tại sao bạn mình làm được, mình lại làm không được? Bây giờ các con nhớ câu này: bị kỹ trường phu ngạ diệt dị. Mình dịch ra cho nó thoát một chút: người kia thi đậu đại học, tôi cũng thi đậu đại học, được không? Người cứ học bác sĩ, tôi cũng học được bác sĩ. Đây là cái động lực khiến cho mình vượt qua được những khó khăn trước mắt. Và cuộc đời các con còn gặp rất nhiều khó khăn, cho nên các con phải có cái kim chỉ nam mà sống, phải có cái định hướng mà sống. Và đây là một trong những cái mà nó thúc đẩy cho thầy có những thành công hôm nay. Và lại trong giáo lý của đạo Phật, các con biết, ví dụ như nếu các con ra đường đi xe không cẩn thận mà tống người ta bị thương hay bị chết thì bố mẹ các con ở tù giùm các con được không? Mà công an bắt ai? Bắt chính mình, phải không? Đem tiền tới để xin đi về họ có cho không? Người nào mà tạo cái nhấn thì người ấy phải gặt quả. Người nào làm cái việc gì đúng hay sai thì chính người đó phải chịu trách nhiệm. Trong giáo lý nhà Phật không có ai gánh được cho ai cả. Cho nên Đức Phật nói: từ mình phải làm chỗ nương tựa cho chính mình. Không ai là chỗ nương tựa cho mình được cả. Cả con thấy không? Các con là chủ nhân của mình, là người làm nên việc thiện hay việc bất thiện, người tạo sự thành công cho cuộc sống mình hay là thất bại cho cuộc sống mình, mà không phải ai là người tạo cho mình cả. Thầy cô giáo giỏi đến chừng nào cả con lên học mà cả con trộn học, cả con thi đại học được không? Các thầy cô giảng cho hay mà cả con vào trong lớp, cả con đi cả đêm chơi được, cả con ngủ, cả con có thâu nhặt được không? Cho nên ở đây mọi cái thành quả, thất bại hay là thành công đều tùy thuộc vào chính mỗi chúng ta. Tùy thuộc vào cái gì? Đức Phật dạy tùy thuộc vào nghiệp của mình. Và nghiệp đây là những việc làm của chính mình, những nỗ lực của chính mình với cái ước muốn. Việc làm thì dù như bằng thân, bằng lời, bằng ý, mà mình làm với nỗ lực thì nó là thiện thì chúng ta sẽ gặt quả tốt. Nếu mà bất thiện thì chúng ta sẽ gặt quả xấu. Nói cụ thể hơn, bây giờ ở đây là những sinh viên, những học trò đang học lớp 12, muốn học đầu đại học sang năm, thì bây giờ lên chùa cầu nguyện á, sang năm đầu đại học đầu không? Ngoài Đức Quảng Thế Âm linh lắm, đêm nào lên cầu nguyện, ban ngày về ngủ, nói con cầu ngài, bây giờ con hôm nay con cầu ngài, hôm nay con cúng cho ngài 10 thì cam, mai con cúng cho ngài này, chùa một con cúng cho ngài cái này, con xin điều thôi, sang năm đầu đại học, đầu không? Về muộn đầu thì làm gì? Cho nên tự mình trách nhiệm với chính mình. Muốn đạt bất cứ cái gì thì chính mình phải nỗ lực, trách nhiệm tự thân, trách nhiệm cá nhân. Đó là giáo lý dạ của đạo Phật. Phải không các con? Mà muốn biết cái việc làm mình đúng hay sai thì ở đây đạo Phật nhấn mạnh cái gì? Cái nhìn, cái nhận định, hay mình nói theo cái danh từ Phật giáo một chút là trí tuệ. Đúng không các con? Phải có trí tuệ mới biết đâu đúng đâu sai.
Đức Phật nói trong kinh thế này, ta nói rằng